hầu hết bắt đầu Mr. Trump y ahead là dẫn đầu. Dẫn đầu Mr. Trump trong cuộc khảo sát dư luận, trong cuộc khảo sát cộng đồng, trong cuộc khảo sát cộng đồng in public of concern call trên về trong các cuộc khảo sát dư luận, trong các cuộc điều tra opinion này, public trong cuộc khảo sát dư luận, public opinion survey, ok. Tuy nhiên gần đây Reuters Esports điều tra đường Mr. Biden lại dẫn hơn 1%. Đối thủ Cộng hòa different of 1 point, 1 điểm, cách biệt 1 điểm, khác biệt 1 điểm, ok. Basically one of Mr. Trump is ahead of Mr. Biden in public opinion survey. However, a recent Reuters Esports survey shows that Mr. Biden lead his Republican opponent with a difference of 1 point. Opponent là gì đây? Cái chân về phản đối. Phản đối đi. Đối thủ này. Địch thủ này. Opponent. Antagonist, bằng từ antagonist